xem nó chơi kiểu nào ấy. Thằng đánh ngang đây để thế kinh không? Đúng không? Lý do thằng nhá. Tức là thổi còi thì thằng này không dừng thôi. Không dừng. Không dừng vẫn chạy thôi. Thằng kia giơ gậy là nó lượn đằng này, giơ gậy đánh lượn đằng này. Đúng mặt. Chứng tỏ là anh lái xe nó quá liều đấy, đúng không? Thằng đi mà ăn đòn này, nó chạy đến được bọn muốn ăn mẹ. Mặt cả đội ra mặt. Nó đã chịu bắt rồi thì nó đã chạy như thế thì chạy thành xe to đấy chú nhậu. Nhưng mà bây giờ xuống nước cái với tôi có vi phạm gì đâu, ăn cứ đâu. Không vi phạm thì nó ra lệnh dừng nó phải chạy. Nó ra lệnh dừng thì anh cũng phải dừng. Chơi bài chống người thì anh cũng không được khó lắm. Vấn đề thứ nhất là tôi trả sai cái gì anh bắt tôi. Nhưng mà nó yêu cầu dừng là anh phải dừng gì? Nếu anh yêu cầu vào thì tưởng là anh đổ được anh xe anh dẹp đường anh dẹp vào để tôi lên được. Bọn này chắc nó buồn lắm. Nó chạy kia cả, kiểu gì nó chạy răng nó bắt mày. Nó chạy lên trên à? Đấy, chạy kia là kiểu gì nó chạy. Đang là quay đi luôn. Mày dám lao không nào? Mày giỏi lao đi. Thấy không? Có mẹ tao không? Đi luôn. Lại, lùa tiếp. Kinh nha. Anh thấy công an phải nhảy ra không? Thằng công an chặn đầu nhá. Nó vẫn chạy thẳng, công an phải nhảy ra đấy. Thì em giờ cho công an nó lên cho nhá. Công an ngồi cả taxi à? À, công an bắt taxi để chắn đường lại à? Đó, chắn đường với một thằng, hai thằng công an đứng đầu mà nó vẫn đi lên. Ở đây nó điên mẹ này. Hai taxi đây cũng chặn đầu hồ. Đâu, mẹ. Đi dưới chú, cho công an lên. Đi em không?